Ngành địa chất Việt Nam là một trong những ngành khoa học phát triển từ rất sớm và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập, mùng 2 tháng 10 năm 1945, Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đã luôn quan tâm, xác định vị trí của ngành địa chất là công tác địa chất phải đi trước và phục vụ cho sự nghiệp phát triển công nghiệp ở nước ta. Năm 2015, đất nước tưng bừng kỷ niệm chào mừng 70 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Cách mạng tháng 8. Đây cũng là dịp cán bộ, công nhân viên của ngành địa chất Việt Nam hân hoan chào đón kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành. Ngày mùng 2 tháng 10 năm 1945, một tháng sau khi Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà kỹ nghệ thuộc Bộ Kinh tế được giao nhiệm vụ quản trị các mỏ, kể cả các mỏ đã khai thác bằng hầm, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lịch sử địa chất của nước Việt Nam, khai thác các vật có liên quan đến địa chất học. Đây chính là tổ chức tiền thân của ngành địa chất Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, ngành địa chất Việt Nam đã phát triển và trưởng thành một cách vững chắc, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển nhiều tập đoàn kinh tế mũi nhọn như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã và đang triển khai nhiều đề án chính phủ, không chỉ đem lại giá trị về mặt nghiên cứu chuyên sâu mà còn giá trị kinh tế, xã hội rất lớn. Để có được những thành tựu to lớn đó, nhiều thế hệ địa chất đã lao động miệt mài, hy sinh thầm lặng, cống hiến cả tuổi thanh xuân, sức lực và xương máu của mình cho sự phát triển của ngành địa chất khoáng sản hôm nay. Đến nay thì có thể nói là chúng ta cũng đã hoàn thành được cái nghiên cứu về cấu trúc địa chất, xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu về cái cấu trúc địa chất của cả cái đất nước chúng ta, cả trên đất liền cũng như là trên biển. Thế và chúng ta cũng đã nghiên cứu và xây dựng được các cái bản đồ địa chất khoáng sản. Đến nay thì trên bộ thì chúng ta đã có được 60% cái diện tích là xây dựng được cái bản đồ 1/50.000. Thế và trên biển thì chúng ta đã có 24,7% cái diện tích là xây dựng được cái bản đồ 1/500.000. Thì đây là một cái cố gắng và nỗ lực hết sức lớn của ngành địa chất khoáng sản. Có thể nói là những cái số liệu cơ bản, nghiên cứu cơ bản đầu vào này, nó đã giúp cho các cái ngành kinh tế xã hội thực hiện cái công tác quy hoạch cũng như là xây dựng các cái đề án, các cái dự án phát triển của mình. Chúng ta đã nắm vững được các cái số liệu địa chất để mà chúng ta phân bố và bố trí dân cư hợp lý và có tính đến cái tác động của biến đổi khí hậu cũng như nước biển dâng. Và như vậy thì nó giúp cho chúng ta vừa phát triển kinh tế xã hội nhưng mà lại hạn chế được những cái tác động của thiên tai, tác động của cái biến đổi khí hậu đến cái đời sống và hạn chế cái thiệt hại khi mà có cái thiên tai xảy ra. Thì đây là những cái đóng góp mà có thể nói là hết sức thầm lặng nhưng mà lại rất có giá trị của tập thể các cái thế hệ cán bộ, nhân viên chức và người lao động của ngành địa chất khoáng sản. Trong 70 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, ngành địa chất không ngừng trưởng thành về mọi mặt và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đang thực hiện nhiệm vụ chiến lược khám phá những bí ẩn của lòng đất, phát hiện và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, tạo cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế ngắn hạn và dài hạn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân trong các giai đoạn cách mạng. Chúng ta ghi nhận trân trọng về những cái đóng góp quan trọng của các cái thế hệ cán bộ địa chất trong thời gian tới thì để tiếp tục phát huy nguồn lực từ tài nguyên khoáng sản cho cái sự phát triển của đất nước thì ngành địa chất khoáng sản cần phải tập trung thực hiện tốt các cái nhiệm vụ quan trọng sau đây: tiếp tục hoàn thiện các cái thể chế về chính sách liên quan đến vấn đề công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Vấn đề thứ hai quan trọng đó là chủ động nghiên cứu rồi ứng dụng khoa học công nghệ, thế rồi tranh thủ sự hợp tác với quốc tế để đẩy nhanh hơn nữa việc
điều tra địa chất khoáng sản. Vấn đề thứ ba, cái nội dung thứ ba quan trọng đó là tham mưu cho chính phủ để xây dựng các chính sách làm thế nào để đảm bảo cái việc khai thác tài nguyên phải tiết kiệm và sử dụng cái tài nguyên khoáng sản phải đảm bảo cái hiệu quả. Vấn đề thứ tư cần quan tâm đó là quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành địa chất khoáng sản là một nội dung chúng tôi cho là rất quan trọng, đó là phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để làm thế nào để xử lý kịp thời những cái trường hợp khai thác khoáng sản cách trái phép, và trong quá trình khoáng sản khai thác khoáng sản là phải nói là làm ô nhiễm môi trường, thì đây là những việc này mà chúng ta phải hạn chế đến mức thấp nhất. Là ngành địa chất khoáng sản sẽ thực hiện tốt cái vai trò nhiệm vụ và xứng đáng với cái sự tin cậy của Đảng nhà nước. Căn cứ quyết định số 16/2014 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 19/2/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có 26 đơn vị, bao gồm 7 vụ, 4 cục, 15 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục. Tổng số cán bộ nhân viên tính đến nay là 2.438 người. Trong đó, đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ đại học và trên đại học chiếm 40,4%, tiến sĩ 34 người, thạc sĩ 73 người, kỹ sư 870 người. Ngày 25/4/2011, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02 NQTVK về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp đó, ngày 22/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại quyết định số 2427/QĐ-TTg nhằm cụ thể hóa cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và công nghiệp khai khoáng giai đoạn đến 2020, coi trọng công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản. Ngày 3/6/2013, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 đã ban hành Nghị quyết số 24 NQTVK về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó khẳng định, tài nguyên, trong đó có khoáng sản là tài sản quốc gia, là nguồn lực, nguồn vốn tự nhiên đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước, phải được đánh giá đầy đủ các giá trị, định giá, hạch toán trong nền kinh tế, bảo đảm an ninh tài nguyên, coi trọng công tác điều tra cơ bản tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, chú trọng điều tra cơ bản địa chất khoáng sản vùng biển sâu, phát hiện các loại khoáng sản mới, nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ nhân viên Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có những cống hiến, đóng góp và đã đạt được những thành tựu nổi bật. Suốt chặng đường 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự quan tâm và chỉ đạo của Chính phủ, ngành địa chất Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Công tác đo vẽ bản đồ địa chất và đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1/500.000, 1/200.000, và khoảng 65% diện tích đo vẽ bản đồ địa chất đánh giá khoáng sản ở tỷ lệ 1/50.000 đã được hoàn thành ở đất liền. Khoảng 25% diện tích đo vẽ bản đồ địa chất và đánh giá khoáng sản biển đã được hoàn thành. Các nhà địa chất đã tìm kiếm và đánh giá khoảng trên 5.000 mỏ và điểm mỏ khác nhau, đã phát hiện khoảng 10 loại khoáng sản có tài nguyên và trữ lượng lớn như titan, bauxit, apatit, đất hiếm, than, cát trắng, đá ốp lát và đá vôi xi măng. Các loại khoáng sản quan trọng như urani, đồng, sắt, chì kẽm. Đây là nguồn nguyên liệu và an ninh nguyên liệu quan trọng cho phát triển công nghiệp của đất nước. Luật khoáng sản năm 2010 ra đời là một bước ngoặt trong quản lý nhà nước về khoáng sản, tạo ra những chính sách về khoáng sản theo hướng chặt chẽ, minh bạch. Luật khoáng sản 2010 không khuyến khích khai thác khoáng sản, chỉ khai thác khoáng sản khi đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân địa phương nơi có khoáng sản. Đây là định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm gìn giữ và khai thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước ta. Cùng với sự ra đời của luật khoáng sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật ra đời và đã được các tầng lớp hưởng ứng, nắm rõ và thực thi. Trong đó, có bước tiến nổi bật là đã đề ra chính sách thu tiền nhà nước đã đầu tư vào thăm dò điều tra, đánh giá khoáng sản và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đây là một chính sách mới, tiền đề quan trọng để tiếp tục các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính,
giải phóng các nguồn lực xã hội, phát huy tính sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng trưởng bền vững nhằm đáp ứng những yêu cầu của hội nhập, những thách thức của cạnh tranh và các biến động kinh tế xã hội trên quy mô toàn cầu đối với nước ta. Trong những năm gần đây, chúng tôi cũng đã xây dựng cái luật khoáng sản 2010. Và đây là một cái luật nó có thay đổi rất là lớn so với luật khoáng sản 1996 rồi là 5. Luật khoáng sản 2010, cái việc khai thác khoáng sản sẽ có hiệu quả hơn. Và đặc biệt là trong đó có hai cái điểm quan trọng là điểm là thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Cũng trong thời gian này, bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/1 triệu do tập thể tác giả ngành địa chất xây dựng cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo các nhà khoa học địa chất. Với tấm bản đồ chi tiết này, những cán bộ, công nhân viên địa chất sẽ có tài sản cầm tay vô giá trong công cuộc khám phá ra những nguồn tài nguyên có giá trị ở lòng đất, lòng biển. Trên cơ sở này, trong tương lai không xa, ngành địa chất Việt Nam sẽ tiếp tục sự nghiệp của cha anh để xây dựng bản đồ địa chất 1,1 triệu vùng biển và vùng kế cận. Hiện tại, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã kết thúc việc thi công một đề án chính phủ là điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan Zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa, Vũng Tàu, đang tiến hành thi công 3 đề án chính phủ thăm dò urani khu Pà Lừa, Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng quặng bauxit, quặng sắt laterite miền Nam Việt Nam, điều tra đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể sông Hồng và đang trình để được phê duyệt các đề án bay đo từ trọng lực 1/200.000 biển và hải đảo Việt Nam và điều tra đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam. Với việc kế tục triển khai các đề án này, trong tương lai không xa, các nhà hoạch định chiến lược sẽ vạch ra được định hướng phát triển cho ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam, thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tạo ra công ăn việc làm cho thế hệ mai sau và đề ra được một nền công nghiệp cho tương lai đất nước. Hợp tác quốc tế là một trong những yếu tố quan trọng trong sự phát triển của ngành địa chất. Hiện nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều nước trong khu vực, trong đó có Lào và Campuchia, cùng nhiều nước khác trên thế giới, không chỉ đối với lĩnh vực nghiên cứu điều tra địa chất, mà đã tăng cường đẩy mạnh cả trong hoạt động hợp tác thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, kịp thời hội nhập, ứng dụng các tiến bộ khoa học mới. Trong 70 năm qua, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là những công trình nghiên cứu khoa học về lòng đất, những thành tựu nghiên cứu đó không những bổ sung vào kho tàng kiến thức địa chất của thế giới mà còn là cơ sở cho việc hoạch định phát triển kinh tế của các vùng trong nước, và cũng từ kết quả nghiên cứu của ngành địa chất đã đặt nền móng cho các ngành công nghiệp khai khoáng phát triển lớn mạnh. Với những thành tựu đạt được trong công tác điều tra, nghiên cứu, ngành địa chất đã được Đảng và Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý. Là thế hệ kế tục sự nghiệp của lớp cha anh đi trước, ngành địa chất Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, gian khổ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.